Đây là kèo thứ hai. Kèo lúc trước thì đánh chỗ kia nhá, mà còn chuyển lụt sang đây đánh lốt. Giờ đi kèo khác thôi. Với việc sử dụng mồi giả cộng với loa hỗ trợ, đây tôi dùng loa Q92 này. Mồi giả con này bị đánh chọc cả đầu này, nó bị bổi đánh chọc cả đầu, tuy nhiên là vẫn bắt bổi bình thường nha các bác. Giới thiệu các bác, đây là cái bẫy mẹt sử dụng mồi giả để bẫy nhá. Đây, vào đây là con một em.
Chào các bác nhá, tôi sẽ đi kèo thứ hai. Bọn em bội. Ngồi đây, chào bạn Hưng ơi. Em ơi, ngồi chơi được.